Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh mới mỗi ngày. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Động thái bất ngờ của Trương Hằng sau khi bị phán quyết thua trịnh sảng và phải trả lại 70 tỷ. Chiều ngày 31 tháng 3, Tòa án Thượng Hải đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ án tranh chấp 70 tỷ đồng giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng, bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Tuyên bố Trịnh Sảng là người thắng kiện, vì nữ diễn viên họ Trịnh đã cung cấp cho tòa án đầy đủ bằng chứng chứng minh số tiền 20 triệu tệ, khoảng 70 tỷ đồng là cô cho Trương Hằng vay. Trong khi đó, bằng chứng bên Trương Hằng đưa ra ở cả hai phiên tòa không có tính thuyết phục. Chính vì vậy, CEO họ Trương phải có trách nhiệm trả lại khoản tiền vay 70 tỷ đồng kèm lãi suất. Ngay sau khi có phán quyết của tòa án, phía Trương Hằng đã nhanh chóng đưa ra phản hồi trên mạng xã hội. Trước mắt tôi và luật sư của tôi vẫn chưa nhận được bản án từ phía tòa, Chúng tôi cho rằng việc tòa án phúc thẩm lần 2 công khai bản án, trong đó có cả địa chỉ cư trú của tôi trước khi tôi biết kết quả là hoàn toàn không phù hợp. Tôi và luật sư vẫn khẳng định phán quyết ở tòa sơ thẩm là không hợp pháp về mặt tố tụng, vì vậy cũng không thừa nhận kết quả từ phiên sơ thẩm lần 2. Chúng tôi sẽ nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Netizen xứ Trung lần này lại đứng về phía trịnh sạc. Có vay có trả, anh lại hành xử kiểu gì vậy? Chuyện nào ra chuyện nấy chứ? Ai mà biết anh đã dùng số tiền 20 triệu tệ kia làm những gì. Buồn cười thật đấy, nhưng nếu ai hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện sẽ đứng về phía Trịnh Sảng trong việc tranh chấp tiền nong này thôi. Ngoài vụ kiện liên quan đến số tiền 20 triệu nhân dân tệ, Trương Hằng và Trịnh Sảng còn đang tranh chấp tại tòa về chuyện con cái ở Mỹ. Cách đây ít ngày, phiên tòa xét xử tranh chấp quyền nuôi con giữa cả hai đã diễn ra. Sau phim Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên cho biết, cô bị tim mạch không tốt do ăn kiêng, sợ mang thai và sinh nở gặp nguy hiểm nên quyết định cùng Trương Hằng sang Mỹ nhờ mang thai hộ. Cô còn bị khui chuyện có vấn đề về tâm lý và thậm chí từng muốn tự sát. Trịnh Sảng thừa nhận trạng thái tinh thần của cô không ổn định và cũng cho biết mình từng dùng thuốc an thần, nhưng cô nhấn mạnh hiện bản thân không còn sử dụng thuốc nữa. Người đẹp sinh năm 1991 nhấn mạnh rằng muốn cùng nuôi dạy con cái với Trương Hằng, mong giao con cho một bên thứ ba mà họ tin tưởng. Thiếu gia họ Trương cũng phản bác và đưa ra quan điểm, cùng bằng chứng cụ thể cho thấy Trịnh Sảng thiếu trách nhiệm với hai con. Theo thông tin chính xác từ tòa án, phiên tòa kế tiếp sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 tới đây. Một blogger Trung Quốc bật mí Trịnh Sảng đang kiện mạng xã hội Weibo vì xâm phạm quyền riêng tư, ngoài ra cô cũng lao đao vì kiện tụng với nhà sản xuất phim người tình Phỉ Thúy vì vi phạm hợp đồng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Mới mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Mới mỗi ngày.